chào các bạn. Hôm nay là coi như là ngày thứ hai đầu tuần. Ngày chúng tôi cũng rất đau buồn khi đưa tiễn một đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện bây giờ là 11:30 là chuẩn bị di quan để đưa đồng chí Nguyễn Văn Quá, hội viên của cái bên sư đội 3 xã Bầu Cạn, huyện Long Thành. Bây giờ nó hiểu cùng các bạn. Bây giờ xe của tổ chức binh này đang đậu đây. Bây giờ để tôi sẽ đưa cho các bạn xem những cái đoàn xe nha. Bây giờ là chuẩn bị là đi rồi đó. Đây. Để mình đi cho các bạn thấy xe nha. Đoàn xe này lát nữa sẽ đưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, hội viên của chiến binh sư đội 3 về nơi nghỉ cuối cùng nha. Sáng nay mình đưa đoàn đi thì xe mình nó bị trục trặc chút xíu, rồi nó không đi tự nhiên, cái ông già nó bị hết nhớt, cho nên phải mình lại chờ thợ nó chỉnh sửa. Nhưng cũng không sao, cũng kịp cho thời gian cái thời gian để đưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng về nơi nghỉ cuối cùng. Đó, thấy không? Đưa xe. Tí nữa đây thôi, 5-3 phút nữa thôi là tổ tư binh nó sẽ đưa linh cữu ra khỏi gia đình để về nơi nghỉ cuối cùng. Rồi thôi mình mời các bạn cùng xem đồ tổ tư binh đưa linh cữu đi nha. Nãy nói nổ nguyên đội đâu mà. Hồi nãy nói nó rồi á. Đâu em mà nãy có nói nó rồi. Em kêu cứ đánh nhặt cái bóng đó đi. Nhưng mà đe ra gì thôi bay. Không không được xe đó, cái xe này đi bộ đội không à, không có cái đó. Bộ đội không à, xe này bộ đội. Lại nãy mở đi, lại mở đi, lại mở đi, lại mở đi. Đâu phải, cái đèn tay càng tay. Càng tay á. Càng tay chứ không phải. Mở ba hàng này cũng anh. Đó nó kêu hồi nãy nói rồi, anh cứ đánh bài coi như là giờ diễn binh cho tôi dạ rồi đó. Vậy mà đưa ba hàng rồi. Ủa sao tổ tụi mình đứng đó chứ? Tổ tụi mình qua đây mà. Đoàn mình chi? Anh kêu tổ tụi mình qua đây anh. Anh kêu tổ tụi mình qua xe này chứ. Tổ tụi mình đó. Qua xe này. Ê, chạy xe. Không được, không cấm được. Xe đâu. Đúng rồi.
lên xe này. Đừng có nghỉ ngay này nhá, đừng có nghỉ ngay này nhá. Đi vòng vòng anh, vòng vòng xuống, tôi vô dễ vòng xuống nè, vòng bên kia nè, vòng xuống lên. Lên. Trời lắm, để đây nè. Đúng rồi, leo lên nè. Ở phía trước mình giờ là có một chiếc xe dẫn đoàn các bạn. Chiếc xe nó dẫn đoàn vô, nó sợ mình chạy nhanh quá. Nó dẫn. Xe này của trại của nghĩa trang. Nghĩa trang Sa La. Ủa quân kỳ đâu? Quân kỳ đâu? Hả? Quân kỳ đâu rồi? Quân kỳ chưa thu hôn là ra ngoài kia điện. Ủa tưởng tưởng làm lễ không đây luôn. Chỗ để cho hôn lâm lễ ngày nào xong rồi đi kiếm hàng qua bắt chuột đi. Vì chơi hàng Việt. Hôn lâm lễ đóng rồi.